Hương xin chào quý cô chú anh chị và các bạn, rất vui đã gặp lại quý vị trong một video mới tiếp theo. Hôm nay là chiều thứ tư 9 tháng 8 2023, hiện tại Cường đang có mặt ở phía trước chợ Bến Thành và Cường cũng đến đây để ghi hình và chia sẻ cho quý vị về cái diện mạo mới ở phía trước chợ Bến Thành cũng như là phía trước ở cái công ty đường sắt Sài Gòn. Đó là cái công ty cây xanh, họ đã đặt những cái chậu cây xanh, cây kiểng ở phía dòng cái bờ rào phía trước chợ Bến Thành cũng như là phía trước cái bờ rào cái công ty đường sắt Sài Gòn. Xin mời quý vị cùng Cường đi xem và tham quan ở hai cái khu vực này nhé. Đây là cửa vào ga ngầm Bến Thành Suối Tiên. Cường cũng thấy là ở đây cũng họ cũng đang làm và cũng gấp rút thi công để hoàn thành cái khu vực cái ga ngầm này. Bắt đầu từ góc đường Hàm Nghi và đường công trường Võ Thị Trang thì họ đặt các chậu cây kiểng. Đây quý vị có thể nhìn thấy dọc theo cái bờ rào trước cái công ty đường sắt Sài Gòn thì công viên cây xanh đã đặt những cái chậu cây kiểng dọc theo cái bờ rào của cái khu vực này. Đây quý vị có thể nhìn thấy. Tất cả các chậu cây xanh cây kiểng này thì họ đặt bao phủ hết ở phía cái khu vực của cái bờ rào này. Này là giờ tăng tầm buổi chiều thì quý vị có thể nhìn thấy nhiều xe cộ đã đổ về ở cái khu vực này rất là đông. Bây giờ Cường sẽ qua bên kia đường để đến với cái chợ Bến Thành. Phía trước chợ Bến Thành thì cái khu vực này quý vị có thể nhìn thấy ở phía bên đó cũng giống như ở bên cái khu vực này, họ cũng đã đặt những cái chậu cây kiểng ở bên phía trước chợ Bến Thành Sài Gòn. Phía trước mặt tiền chợ Bến Thành lúc nào cũng có người đến đây để chụp hình và có các cô dâu chú rể đến đây để người ta chụp hình làm một tấm hình đẹp cho cái ngày cưới, và cũng có nhiều khách du lịch đến đây để vào phía trong của chợ Bến Thành để mua sắm và họ có thể đến đây để chụp hình ở cái khu vực này. Đây có hai chiếc xe xích lô cùng khách du lịch đến đây để chụp hình cho mình một cái mô hình đẹp cho ở phía trước chợ Bến Thành. Hôm nay là ngày thường thôi á, nhưng mà Cường thấy lúc nào cũng đông người đến đây để chụp hình và các khách du lịch đến đây để người ta tham quan và chụp hình ở phía trước chợ Bến Thành. Bây giờ Cường đang đứng ở bên góc đường Phan Chu Trinh, dọc theo cái đường Phan Chu Trinh ở phía cái con đường Lê Lai này nè, thì bờ rào này thì họ đặt những cái
những cái chậu nè, chậu cây kiểng nè. Cái chậu cây kiểng này Cường không lầm, đó là chậu cây kiểng lấy từ ở bên cái phố đi bộ Nguyễn Huệ á. Bây giờ phố đi bộ Nguyễn Huệ không có đặt những cái chậu này nữa, và họ đã đem qua đây để đặt ở phía trước chợ Bến Thành. Đây loại hoa này nè, Cường cũng không biết cái loại hoa này là tao gọi là hoa gì nữa, Cường cũng không biết. Đây phía trước chợ Bến Thành đã có chủ nè, đã đặt cái quảng cáo, đó là cái công ty xe ráp đó quý vị. Đây tất cả các chậu cây xanh đã đặt ở phía bờ rào bên này, phía trước chợ Bến Thành. Giờ này là giờ tăng tầm á, thì quý vị có thể nhìn thấy rất là đông xe đã đổ về đây. Nói chung khi đặt những cái hàng cây xanh tại đây á, thì khi có nắng á, thì mình có thể trú tại đây để cho nó mát, có bóng mát đó quý vị. Thì hôm nay xe rất là đông, họ đổ về ở phía bên cái khu vực này nè. Đây phía trước màn hình đó là đại lộ Lê Lợi Sài Gòn. Đây có bà cụ bán vé số nè, để sư bà tới cùng mua, ủng hộ bà. Bán cho con 2 tờ đi bà.
Và Cường sẽ chuẩn bị vào phía bên trong của chợ Bến Thành này để chia sẻ cho quý cô chú chị và các bạn xem về tình hình ngày thường của hôm nay ở trong đó như thế nào nhé. Phía trước thì có nhiều khách du lịch nè. Đây có xe xôi đủ màu. Ở đây xôi này cũng ngon mà quý vị, Cường cũng hay mua ở đây đây. Đây là đường Lê Thánh Tôn. Cường sẽ đi dọc ở bên ngoài của chợ Bến Thành để ghi hình cho quý vị và các bạn xem nhé.
Cường xin phép tạm dừng và khép lại video này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và đồng hành trên kênh Sài Gòn TV 123 của Cường. Mến chúc quý vị sức khỏe, an lành và gặp mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống cũng như trong công việc. Bye bye, hẹn gặp lại.